Hi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay là cái mùa lạnh đó nha các bạn. Các bạn cũng khi mà nuôi cá guppy, các bạn cũng nên chú ý cái nguồn thức ăn. Thì cái mùa này thì mình khuyên anh em á là nên cho cá ăn những cái thức ăn là tươi sống nha. Chứ hạn chế cho ăn cám nha anh em. Ăn cám thì nó sẽ làm cho con cá mình sẽ không có tiêu và nó sẽ làm con cá mình bị bệnh nha anh em. Thì hôm nay á, đây mình quay cho các bạn xem cái ao bên hông nhà mình nè. Lúc trước á nó không có bo nha anh em. Thì mình cũng không có bí quyết gì để nuôi bo đâu anh em. Thì lúc trước mình có mua bo về, bo tươi sống á, mình rửa ở đây nè. Thì mình đổ một số cái cặn ra đây, thì một thời gian sau các bạn thì cái ao này nó lại có bo bo đó. Thì một số anh em họ có hỏi mình đó là cách nuôi bo bo như thế nào, mình cũng không biết, không có kinh nghiệm gì hết nha anh em. Thì khu vực của mình thì mình mua bo bo giống về mình thảy đại xuống dưới đây thôi, thì nó có sống được thì nó sống. Thì rất là may mắn là cái khu vực của mình bo bo nó sống rất là nhiều nha anh em nha. Đó, bây giờ mình sẽ vớt một vợt bo bo lên cho các bạn xem ha. Nước ở đây nó cũng khá là hôi nha anh em, mình vớt ở đây nó hơi xa. Đó, anh em thấy không, bo bo ở đây thì nó rất là đỏ luôn anh em. Thì tối nay á, mình sẽ gọi đèn. Khi mà các bạn gọi đèn á, các bạn vớt bo bo nó sẽ được nhiều hơn nha. Đó, đem vớt thêm một vợt nữa nha các bạn. Đó, thì khi bo bo các bạn vớt xong thì các bạn cũng rửa thôi, rửa cho nó sạch. Rồi mình nhỏ antibio hoặc là xanh methylene vô để mình sát khuẩn. Rồi mình cho cá ăn thôi nha các bạn. Tuyệt đối các bạn không có để muối hột vô nha. Mình khử trùng nước thì mình để muối hột vô thì ok. Còn khi mình khử khuẩn bo bo đó, mình mà để muối hột vô là bo bo nó chết liền nha các bạn nha. Đó, ở đây rất là nhiều bo bo nè. Đó, mình vớt một vài giờ cho các bạn xem ha. Bo bo ở đây thì nó rất là đỏ luôn nè mọi người. Thì khi mà anh em vớt lên á, buổi tối á, thường là mình vớt bo bo là buổi tối, xong rồi mình rửa sạch, mình để vô cái khay 7 lít, mình sửa oxy ha. Tới buổi sáng là mình cho cá ăn là ok. Mình cho ăn trong ngày nha mọi người, chứ bo bo đông lạnh thì cũng không được tốt lắm. Thì mình vớt vừa đủ thôi, ngày nào mình cho cá ăn ngày đó là ok. Đó, bo bo này các bạn thấy không, đỏ tươi luôn. Đó, bo bo này thì con cá có bầu á với con cá con ăn rất là mau lớn luôn nha mọi người. Đó, thì có một số anh em có mô hình nuôi bo bo đó, nuôi tự nhiên ao lớn thì thảy bo bo giống xuống thì nó để thêm thức ăn này nọ, thì mình cái cách đó thì nó làm cũng khá là mất thời gian, phức tạp á, mình cũng không có áp dụng. Thì mình thảy đại vô thôi nè, cái mương của mình chút xíu gì thôi nè mọi người. Đó, thì nó vẫn lên bo bo bình thường nha. Rồi, đây là cái can BSB của mình nè, mình làm nè, mình phơi nắng được tuần lễ nè mọi người, nó lên nè ha. BSB này thì nuôi cá ngoài trời thì nó rất là tốt ha, tác dụng làm trong nước với nó khử khí độc rồi đó. À, ok, thì để tối nay á, mình sẽ gọi đèn, mình gọi đèn ở cái khu vực này, mình vớt bo bo ha, rồi mình sẽ rửa bo bo, rồi sáng ngày mai mình sẽ cho cá ăn bo bo, rồi sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình có buổi tối mình ra nè các bạn. Khi các bạn vớt bo bo buổi tối á, các bạn lấy đèn pin, các bạn rọi đèn xuống như thế này nè, thì cái con bo bo nó sẽ bu lại rất là nhiều nha mọi người. Đó, mình quay cho các bạn xem cận cảnh nè. Khi buổi tối mình rọi đèn, mình gọi đèn pin sáng đó các bạn, thì con bo bo nó sẽ tập trung lại rất là nhiều nha. Đó, con bo bo nó sẽ tập trung rất là nhiều. Rồi mình sẽ lấy vợt mình vớt luôn nha các bạn nha, rất là đơn giản luôn. Buổi sáng thì mình rất là khó để bắt tụ hợp nó lại ha, còn buổi tối thì rất là dễ, các bạn có thể thấy ha. Đó, mình sẽ dụ nó ra đây. Rồi anh em lấy vợt vớt thôi. Giờ mình tắt cái đèn pin ha.
giờ con vớt nha mọi người. À, quy một giờ cứ luôn nè mọi người. Đó, chỉ một giờ thôi bao nhiêu nè. Mình sẽ để vô cái xôi nước mình chuẩn bị sẵn ha. Rồi xong rồi mình sẽ dụ nó tiếp. Mình sẽ dụ nó ra đây nè mọi người. Các bạn thấy không, khi mình gọi đèn pin nó sẽ tụ hợp đây nè. Bo bo rất là đỏ luôn nha mọi người. Thì mình nghe anh em nói con bo bo đỏ này thì dinh dưỡng nó rất là nhiều luôn. Anh em thấy nó xoắn 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 không? Dữ lắm mọi người. Giờ mình sẽ vớt tiếp nha. Mình sẽ canh mình vớt thêm 2-3 giọt nữa cho nó vừa sức cái đàn cá của mình ăn nha mọi người. Nếu mà nó ăn không hết á thì mình sẽ bỏ nha, chứ mình không có đông lạnh nha mọi người, tại vì bo bo tươi nó vẫn tốt hơn nha mọi người nha. Thì sáng ngày mai mình sẽ quay cái cảnh mình cho cá ăn, mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Rồi mọi người, chào mọi người ha. Thì hôm đây là số lượng bo bo mình bắt được là tối hôm qua nè, mình sủa oxy nguyên đêm ha. Thì sáng nay bo bo cũng còn rất là khỏe nha mọi người, không có vấn đề gì hết, còn vẫn còn rất là đỏ tươi ha. Thì trước tiên á thì mình sẽ rửa, mình sẽ rửa bo bo này lại cho nó sạch, rồi xong mình sẽ dùng cái vợt rây này nè các bạn, mình sẽ rây lại những con bo bo nhỏ để cho những cái hồ cá con ăn, còn những con bo bo lớn thì mình sẽ cho những cái con cá bố mẹ ăn ha. Rồi thì cái bước này mình sẽ không có quay chi tiết cho các bạn xem, mình cũng đã nói nhiều ở những video clip trước rồi ha mọi người ha. Rồi sau khi mình lọc thành phẩm rồi nè các bạn, thì mình ở đây mình sẽ có hai loại, một loại là bo bo bự nè ha, còn một loại là bo bo con nè, cho bo bo nhỏ nè, cho cá con ăn nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cá ăn nha các bạn. Thì những cái hồ cá con thì mình sẽ cho ăn loại bo bo này. Thì cái kích thước con bo bo nó sẽ vừa cái miệng cá hơn nha. Đây là bầy Happy Blue nhỏ nè các bạn. Đó, mình cho cá ăn trực tiếp vậy luôn. Thì những con bo bo nhỏ này nó vừa rất là vừa miệng cá. Đó. Đây là bầy con rít y phương lưng nó đẻ nè mọi người, con mẹ nó đẻ xong rồi tấp bụng đi vậy. Đó, mọi người thấy không, cũng hơi nó nhìn hơi khó thấy chút xíu, mọi người để ý ha. Con coi rít y nó đẻ một bầy khá là nhiều luôn nè mọi người, mấy chục con đó. Nhưng mà vậy con bo bo nó hơi khó nha, mọi người để ý kỹ xíu. Đó thì chờ mọi người, cho mấy anh em cho cá ăn thức ăn tươi sống á, thì mình thấy con cá nó rất là lanh lợi ha, nó ít bệnh. Đây cái bầy dưới đây thì nó ăn bo bo lớn được luôn rồi, nhưng mà còn dư bo bo nhỏ mình cho nó ăn bo bo nhỏ ha. Mọi người thấy nó lại ăn ha, ở dưới đây dễ nhìn hơn nè, rất là sung luôn. Bầy này bắt đầu lên màu rồi mọi người, cái này là cái wheel nha. Rồi, sẵn đây còn dư mình cho ăn luôn nha mọi người. Đây là bầy wheel cha mẹ nè. Đó, cho nó ăn bo bo luôn.
Ở đây mình cũng có 7 cá con nữa nè. Cái này là lồng nó đẻ ra nè mọi người. Rồi, full gon. Full gon nó đẻ cũng nhiều lắm, mình cho nó ăn luôn. Ở đây mình còn 3 cặp full gon nè. Bạn nào mà lấy á, mình để giá là 500 ngàn thôi. Thường mình bán lẻ một cặp là 250 ngàn đó các bạn. Bạn nào thích full gon, full vẫy ha, full tai mà tai bướm nha các bạn, có ghi bông luôn đó. Bạn nào thích nuôi full gon này mình để rẻ là cho các bạn nuôi 500 ngàn 3 cặp. Giá rất là rẻ luôn nha. Đây là full red ha. Đây coi red ear của mình nè. Bệnh hết đấy các bạn. Red ear nó mùa lạnh nó bệnh hết đấy. Mình không có thời gian chăm sóc cho nó đó. Này cũng là bài hát Blue nè. Rồi tiếp tục mình sẽ cho cá lớn ăn nha mọi người. Đây là rồng nè. Này rồng đỏ nha mọi người. Rồng đỏ BDS. Cá con nè, mình cho full gòn ăn thêm một ít cái bo bo bự nữa ha. Thì các bạn biết rồi đó, bo bo mà mấy con cá có bầu á, nó ăn bo bo này nó rất là mau đẻ luôn mọi người. Hôm trước mình cho ăn mấy cử thôi mà cái bụng nó to lên là nó chuẩn bị đẻ liền ha. Các bạn nào muốn thúc bầu thì một là các bạn thúc bằng chùm chỉ, còn hai là bo bo thôi, chỉ có hai loại đó thôi. Là ở đây mình cũng có một cặp rồng nữa nè, hồi sau mà nó nhát quá hơi khó thấy rồi vậy ha. Mình cho nó ăn ha. Này cặp rồng mình mới lấy về thôi, nó hơi nhát, kệ đi cho nó ăn một ít thôi nè. Hai con này khó thấy. Hay Dumbo Hắc Moon, con này vừa này cũng nhát quá. Này Dumbo Hắc Moon nè mọi người. Đó, ghê ăn rồi đó. Vây lưng khủng luôn á. Này cũng có người em mình đưa lại cho mình ha. Làm thật, không biết làm được hay không nữa. Nhìn cái máy, đuôi cái máy này các bạn thấy ghê không? Đây là bộ Hắc Môn nha. Rồi, bây giờ qua đây. Hắc Bê Lu. Hắc Bê Lu này mình chỉ còn 1 cặp thôi. Bạn nào lấy mình để rẻ lên cho 50 ngàn. Đi bông luôn á, đi bông tơ bướm luôn các bạn ha. Đây là coi đít đi, coi đít đi trống. Hôm trước mấy con mái nó đi hết rồi, giờ còn mấy anh trống thôi. Con đít đi phun tân mình chạy hôm nay nó cũng chút hơi thở cuối cùng luôn nè mọi người. Đây là full red BDS ha. Này 150 ngàn cặp nè mọi người. Cái vây lưng nó rất là dựng luôn. Đây mình mấy ngày lạnh mình cũng không có quay show cho mọi người coi. Mà vây lưng tròn dựng rất là đẹp ha. Cái bộ này thì mình sẽ chơi con trống đẹp nha. Con mái cái vây nó không bằng, con trống nó đẹp hơn. Đây. Đây là con rít ear phun lưng hai bà cũng đang bệnh luôn nè. Bà bị xù dãy có tuần lễ nay chưa đi ha. Còn một bà thì cũng hay lờ đờ hoài. Con rít ear cũng khó chịu lắm nha mọi người. Cũng rất là khó nuôi á mọi người. Nói chung là cũng không khó gì mấy, tại vì hôm trước mình bị cái hồ cá nó bị trời mưa đó mọi người, mình không có che chắn lại với gió nó lùa đó thì nó bị bệnh mấy ngày, mình đi công tác mấy ngày về thì nó nặng quá mình trị không được thôi, chứ mấy đợt trước mình vẫn trị hết bình thường nha mọi người nha. Đây bầy Will nè mọi người. Will này mình nuôi thủy sinh nè, khỏe lắm, khỏe luôn. Các bạn nào mới tập chơi cũng có thể chơi Will ha. Will thủy sinh cá khỏe, nắng mưa thoải mái luôn.
Rồi, ok. Thì hôm nay mình quay một số cái clip về bắt bo bo cho bo bo ăn, cho cá ăn bo bo ha. Thì cảm ơn anh em đã xem video ha. Thì sắp tới mình sẽ có cố gắng mình dành thời gian mình ra clip đều đều cho các anh em xem. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.